Mình không ngờ Phương Nghi biết nhảy, mà là nhảy đẹp nữa chứ. Hèn chi đám con trai cuống cuồng tụm xung quanh. Lúc đó mình chỉ muốn tát cho cô ta một cái cho hả giận. Cũng may là mình đã không làm điều đó. Đã vậy lúc này còn mày đã uống rượu nữa, hút thuốc ăn chơi. Tỉnh rồi à? Tại sao tôi ở đây vậy? Em vẫn không biết là mình đã ở đâu sao? Tôi nói cho em biết, thật ra bây giờ giữa tôi và em chẳng là gì của nhau nữa. Sắp tới tôi phải lấy vợ, và tôi phải tốn nhiều thời gian để lo cho gia đình riêng của tôi. Em hiểu chưa? Nhưng tôi vẫn muốn khuyên em, cuộc sống thác loạn của em sẽ dẫn em tới địa ngục đó, chứ không phải thiên đàng đâu. Vậy thì anh dành cái thời gian mà anh cảm thấy quý báu của anh lo cho vợ con anh đi. Để ý tới tôi làm gì? Đừng có dính mũi tới chuyện của người khác nữa. Nhiều chuyện quá. Giờ đi ra ngoài cho tôi thay đồ. Được, tôi là người nhiều chuyện, nhưng những lời nói của tôi á giúp cho anh trở nên tốt hơn thì không phải là vô ích đâu. Em là gì vậy hả? Em không đợi tôi ra ngoài được hay sao? Em nghĩ làm điều này trước mặt bao nhiêu thằng đàn ông khác hả? Hừ, đúng. Cô đứng lại đó. Bây giờ cô có còn là con người không? Ăn chơi sao đổi như vậy hả? Con người tôi là vậy đó. Rồi sao? Bại hoại danh dự gia đình. Cái gì? Gia đình đó hả? Ủa xin lỗi nha, anh đang nói gia đình nào vậy? Chứ lẽ là ai? Anh lấy tư cách gì mà phán xét tôi? Cô trả thù hả? Trả thù bằng cách ăn chơi như vậy sao? Thì sao? Hả? Quan tâm hả? Đổi máu nhiều chuyện từ bao giờ vậy? Cái gì? Cô có còn là con người không? Bây giờ cô là quỷ rồi hả? Hả? Tôi là quỷ đó, làm gì tôi hả? Cô đứng lại đó, tôi nói chuyện chưa xong. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Cô nói cái gì hả? Không nghe lời tôi. Em làm gì vậy hả? Em không đợi tôi ra ngoài được hay sao? Em chỉ làm được này trước mặt bao nhiêu thằng nào khác hả? Hừ, đốt. Quá quắc. Cô ta có thể làm điều đó trước hàng chục con mắt hay sao? Cái gì đã làm cho cô ta trở nên ly lắm như vậy? Không thể chấp nhận được. Kiểu này thì cô ta đã quá sai.